bốn bài đầu đấy nha. Đó, bốn bài đầu trong file review. Cô gửi file này rồi đúng không? Các bạn check trên Classroom cô đã gửi chưa? Chưa xem rồi. Chưa gửi à? Nhớ là mới có chat 1 với chat 1 2 thôi. À ok, thế để cô gửi luôn. Slide các bạn có cần không? Có vui quá. Đó, các bạn download về và làm thử cho cô bốn bài đầu nhé. Đó, để review lại những cái hôm trước mình học. À, có điểm danh này. Khánh Trường. Hồng Sơn. Ngọc Hà. Đức Thịnh. Đức Thịnh. Việt Anh. Có. Thế Thái. Có. Phương Loan. Có. Anh Tùng. Có. Đức Trung. Có. Hải An. Huy Hoàng. Có. Thu Trang. Thu Trang. Thu Trang cho hôm trước đi tiêm ra hôm nay vẫn ổn không? Đúng không nhỉ? Trung Kiên. Vinh An. Công Thành. Ô, lớp mình quá chưa tan à? Nên ra vào nhiều người vào muộn thế. Đức Anh. Có. Minh Quang. Có. Minh Hùng. Có. Tuấn Thành. Tuấn Thành. Quế Tiến. Có. Nguyễn Văn Quang. Có. Ánh Tuyết. Có. Quý Đăng. Có. Xuân Nghĩa. Có. Mạnh Quý. Có. Chí Lâm. Ngọc Hưởng. Có. 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 Khánh Huy. Có. Ngọc Sơn. Có. Xuân Bách. Có. Ừ, có mấy bạn vào sau, cô đọc lại tên này xem có chưa nhá. Khánh Trường vào chưa? À, Hồng Sơn vào chưa? Đức Thịnh. Có. Hải An. Có. Thu Trang. Thu Trang chưa? Vinh An. Tuấn Thành. Rồi các bạn xem lại bài đi, xong là khoảng cái này là Google nó cầm chỉ cho chủ phòng record thôi chứ không không phải do cô đâu. Cái này là do Google đấy.
À, quyền xem à? Ok. Rồi rồi, để cô về cô chỉnh lại cái đấy. Đó, khoảng 2 phút nữa chúng ta sẽ chữa mấy bài này nhá, các bạn xem đi. 2 3 phút nữa. 4 bài đầu thôi nhá. Là những bài liên quan đến gì nhỉ? Giá trị trung bình này. Phương sai này. Rồi là liên quan đến hàm F lớn này. Hàm F nhỏ này. Ý nghĩa của nó là gì thì hôm trước cô nói rồi. Giá trị trung bình thì còn có một tên gọi khác là giá trị kỳ vọng, đúng không nhỉ? Là cái giá trị mà có khả năng là xuất hiện như thế nào nhỉ? Nhiều khi mà chúng ta thực hiện phép thử, đúng chưa nhỉ? Dĩ nhiên nói là có khả năng thôi, còn là có phải hay không thì còn tùy vào từng dữ liệu đó. Còn cái thằng sigma bình hay là cái đó nói phương sai hoặc là độ lệch chuẩn đấy thì nó nêu lên cái gì? Nó so sánh độ lệch của từng giá trị dữ liệu so với cái kỳ vọng của chúng ta đó, và như thế thì nó đánh giá được cái gì nhỉ, độ phân tán của dữ liệu xung quanh cái kỳ vọng đó, xem là phân tán tán nhiều hay là phân tán ít. Và buổi hôm trước cô có lấy cho các bạn một cái ví dụ để các bạn nhìn thấy đó là gì. Nếu như đâu rồi đây, à không phải đâu nhỉ, đây, nếu như mà sigma bình các bạn tính ra mà nhỏ ấy thì khi vẽ đồ thị các bạn sẽ thấy một cái việc đó là dữ liệu nó tập trung tụ tập xung quanh thằng giá trị trung bình rất là nhiều, chủ yếu là như vậy. Còn khi sigma bình mà lớn này thì các bạn có thể đánh giá được là gì nhỉ, cái dữ liệu nó như thế nào, giá trị trung bình nó ở đây, dữ liệu nó xa phần lớn những cái còn lại. Đấy, rất là xa so với giá trị trung bình. Thế nên trong những trường hợp như thế này thì bạn sẽ nhìn thấy một việc là giá trị trung bình nó là cái kỳ vọng, nó đại diện không tốt lắm. Nó nếu mà chỉ nhìn vào giá trị trung bình thì bạn sẽ không nhìn thấy được cái tính chất của dữ liệu, có thể dẫn đến việc là các bạn gì nhỉ, kết luận sai về dữ liệu. Đó. Thì xem lại các công thức tính này và làm cho cô bốn ví dụ đó. Có gì không hiểu thì các bạn hỏi luôn nhé. Phần đầu của chương 3 này có gì khó hiểu không cả lớp? Chắc là không của Ok, thế mình chữa luôn nhé. Rồi mình sang phần tiếp theo. Rồi. Chữa bài số 1 này. Bài số 1 để bài hỏi gì nhỉ? Phải họ đọc câu hỏi trước. What is the expected number? giá trị trung bình, hệ số trung bình, số liên tiếp. Đúng nhỉ? Expected number thì là giá trị trung bình đó. Thì khi đó đây các bạn ghi, đây là cái chỗ này là của review chap 3 nhá. Đó. Thì chúng ta có bài số 1 là gì nhỉ? Đề bài yêu cầu tìm expected number thì hôm trước cô nói rồi, nó chính là cái ý nghĩa của thằng giá trị trung bình, và đây chúng ta đang làm việc cho cả tổng thể. Đó. Vì thế cho nên nó ký hiệu hoặc là EX hoặc là NGUI đều được. Tính bằng công thức nào cả lớp nhỉ? Đồng hết ạ. Tổng X nhân PX. Cái này các bạn có thể đãi về nhà tìm cách bấm máy tính bỏ túi chưa? Hôm trước cô chưa hướng dẫn bấm máy tính bỏ túi đúng không? Đó, các bạn cầm máy tính bỏ túi lên hộ cô. Những bạn nào mà có máy tính bỏ túi mà khác 570 thì các bạn có thể thử tự bấm nhé, tại vì cô chỉ có 570 ở đây thôi. Thì các bạn có thể bấm cho cô cái việc như sau này. Các bạn chọn bấm mode và chọn cho cô vào cái static là start. Còn 580 thì chắc các bạn mode và chọn thống kê. Đó. Và cái của chúng ta ở đây là đang làm việc với một một variable là một biến. Đó. Sau đó các bạn nhập dữ liệu vào hộ cô. Nếu như các bạn bấm cái đó mà máy tính nó chưa hiện lên hai cột, nó chỉ có một cột thôi, thì công việc của các bạn là bấm shift mode
Đấy nhỉ. Chọn start và bật frequency lên hộ cô. Đấy nhỉ. Những cái máy 580 thì các bạn tự tìm hộ cô xem frequency nó ở chỗ nào nhé. Đấy chưa nhỉ. Cô phải có máy thì cô mới biết cách bấm. Còn nếu mà các bạn cần hỏi thì các bạn có thể hỏi riêng cô, tạo một cái meet riêng xong là bật cam của các bạn lên để chỉ cho cô, giơ cái máy tính ra là cô hướng dẫn được. Đấy nhỉ. Sau khi xong rồi thì các bạn làm gì nhỉ? Nhập dữ liệu x và cột x, nhập xác suất và cột y cũng được. Cột frequency cũng được. Đấy chưa nhỉ? Và nhớ cho cô là gì? Với một bảng phân bố xác suất thì chúng ta luôn luôn có một việc đó là gì nhỉ? Với một bảng phân bố xác suất thì chúng ta nhớ phải check cho cô cái điều kiện là tổng tất cả các xác suất này ra bằng mấy. Tổng tất cả các xác suất ra bằng 1. Đó, nếu như không có tổng xác suất ra bằng 1 thì có thể là gì? Bạn đang có một cái bảng sai này do tính toán sai hoặc là do bạn đang thiếu giá trị của x, thì tất cả những cái đại lượng đặc trưng mặc dù bạn tính toán đúng bằng công thức nhưng mà nó không có ý nghĩa thực tế. Vì nó không phải là, vì cái bảng của chúng ta là sai ngay từ đầu rồi. Đó, bị cái lỗi sai ngay từ lúc record dữ liệu rồi. Đó, thì chú ý ở trên thực tế là bạn phải check lại cái việc tổng tất cả các xác suất có bằng 1 hay không trước khi làm bài. Đó, công thức thì cô nói lại cho các bạn rồi. Để thay vào công thức thì các bạn chỉ cần lấy là gì nhỉ? 0 nhân 0,05 này. 0 nhân 0,05 bằng 0 nhân 0,05 cộng 1 nhân 0,15 cộng với 2 nhân 0,4 nhân tương ứng với nhau rồi cộng hết kết quả lại. Đó. Thì nó sẽ ra cái giá trị trung bình. Còn nếu không thì mập máy tính bỏ túi này. Các bạn nhập xong dữ liệu vào chưa cả lớp? Sau khi nhập xong rồi thì bấm nút AC để tắt màn hình đi. Đó, và tiếp tục một cái thứ hai này. Là bạn làm gì? Bấm cho cô Shift 1. Đó, để vào start. Còn máy tính 580 hình như bấm option hay là calculate gì đấy. Thì các bạn calculate gì đấy thì bạn bấm một cô nhé. Và các bạn cũng đấy là cũng chọn vào thống kê đấy. Và các bạn bấm tiếp cho cô một cái việc đó là chọn cho cô cái chữ va. Đó, thì trong cái chữ va này có số 1 là n này. Có số 2 là x ngang này. Đó, có số 3 là sigma x này. Và có số 4 là sx này. Thì bạn nhớ là x ngang hay nguy thì công thức nó như nhau. Vẫn cộng vào chia trung bình nên là chúng ta vẫn áp dụng được cái thằng số 2 này này. Vẫn áp dụng được cái thằng số 2 này cho cái đại lượng này. Đó, bạn bấm 2 bằng thì tự động bạn cũng có kết quả là 2,25. Các bạn bấm xem có ra không? Đó, thì đó là cách mà các bạn bấm máy tính vào túi. Với min thì nhiều khi các bạn bấm thấy nó cũng không nhanh lắm đâu. Nhưng mà với varin thì tí các bạn sẽ thấy nó nhanh hơn rất là nhiều so với việc bạn tính tay. Ok chưa nhỉ? Còn chỗ nào chưa biết cách bấm thì nhớ hỏi nha. Câu 2 thì đề bài yêu cầu các bạn tính F lớn tại 3. F lớn là cái gì cả lớp nhỉ? F lớn là gì nhỉ? Phân bố tích lũy. Tích lũy, định nghĩa của nó là? Tổng tất cả các thằng nhỏ bằng... Đúng rồi. Tính xác suất để x nhỏ hơn bằng 3. Và x nhỏ hơn bằng 3 thì chúng ta thấy ở đây là có tổng cộng 4 giá trị. 0, 1, 2, 3. Thì hôm trước chúng ta học rồi, nó chính là hoặc của bốn biến cố này. Bạn có thể sử dụng quy tắc cộng 3, 4 cái xác suất này với nhau để ra kết quả. Hoặc nếu không bạn cũng có thể sử dụng quy tắc gì? Hoặc nếu không có thể sử dụng quy tắc gì nhỉ? Phần bù. Đó, tùy nhá, các bạn thích làm bằng quy tắc nào cũng được. Đó, ở đây dùng quy tắc phần bù nhanh hơn. Đúng chưa nhỉ? Vì phần bù của nó chỉ có một biến cố ra bằng 0,1 thôi. Chúng ta chỉ cần làm một phép toán đó là 1 trừ 0,1 ra bằng 0,9. Ok chưa nhỉ cả lớp nhỉ? Đó. Thì tùy các bạn dùng quy tắc nào cũng được miễn là ra kết quả. Bạn nào nhanh thì có thể chọn được cái quy tắc là gì nhỉ? Tính nhanh hơn. Quanh đi quẩn lại chỉ có quy tắc cộng, quy tắc phần bù và quy tắc nhân thôi. 1 2 có vấn đề gì không nhỉ? Rồi. Nếu không thì chúng ta sang bài 3. Bài 3. Bài 3 có từ khóa là gì cả lớp nhỉ? Standard deviation. Standard deviation là cái gì nhỉ? Chính là căn của variance. Đúng không nhỉ? Chính là căn của variance.
Vậy thì tính bằng công thức nào thì hôm trước cô cho ghi rồi. Bản chất thì là tính độ lệch của các giá trị dữ liệu so với giá trị trung bình, đúng không nhỉ? Còn khi tính toán thì các bạn có thể sử dụng cái công thức rút gọn. Đó, thường là sẽ dùng công thức rút gọn. Đó. Và công việc của bạn là gì? Nếu như mình đi thay số thì mình sẽ thay số như thế nào? Đây, nếu mà đi thay số thì nó sẽ bằng không bình nhân với 0,25. Đấy nhỉ? Không bình nhân 0,25 cộng với một bình nhân 0,2 cộng cho đến 4 bình nhân với gì nhỉ? 0,1. Rồi trừ đi việc là nguy. Nguy thì là 0 nhân 0,25 cộng 3 chấm cộng cho 4 nhân với 0,1 bình phương. Và nhớ, đây là tính ra Vx. Bạn nhớ nếu standard deviation thì phải làm gì nữa nhỉ cả lớp nhỉ? Lấy khai căn. Đó. Đấy là nếu bạn tính bằng tay. Còn khi mà chúng ta bấm máy tính bỏ túi thì sigma đây, ký hiệu sigma đây. Bạn sẽ ra chính xác là thằng này. Sau khi lấy căn, bạn bấm thử xem ra kết quả là bằng bao nhiêu. Đó, và so sánh hai cái. Nhớ nha. Ở đây là chúng ta list all of value, tức là chúng ta đã làm việc trên cả tổng thể rồi. Đó, thế nên ở đây chúng ta đang có population mean và có population standard deviation. Đó, chính là số 3. Còn bản chất của sigma x này thì các bạn có thể nhớ lại cái công thức của nó hôm trước cô cho ghi. Sigma x này tính bằng công thức nào nhỉ? Căn của tổng sigma xi trừ đi gì nhỉ? Trừ nguy tất cả bình chia cho n. Rồi khai căn. Đó, bản chất nếu như chúng ta liệt kê hết các giá trị ra thì đây chính là công thức tính của sigma x. Còn bản chất của thằng này là chúng ta thấy nó giống với cái cách tính là tổng tất cả các x vào chia cho n lớn. Đấy, nhỉ? Và cứ x xuất hiện một lần thì xác suất sẽ là 1 trên n lớn. Xuất hiện bao nhiêu lần thì sẽ là tần số chia cho n lớn, chính là ra xác suất xuất hiện của nó. Ok chưa nhỉ? Đấy thì là bản chất của cái công thức này. Ok chưa nhỉ? Đó, là nguy, thằng này là nguy. N lớn là số phần tử trong population. Và kể cả n lớn có ra vô cùng thì khi chúng ta chuyển sang xác suất thì công thức đó vẫn thế. Đó. Các bạn hiểu bài số 3 chưa nhỉ? Đó chỉ là áp dụng công thức thay số vào thôi. Bài số 4 hỏi gì nhỉ? Tìm xác suất để gì nhỉ? Tìm xác suất để gì? Có at least two accidents per day. Đó, tức là gì? Có từ at least two. Thế nên là chúng ta đang quan tâm đến gì? Accident per day, đúng chưa nhỉ? Vậy thì công việc của chúng ta là làm gì? Người ta đã gọi x là số gì rồi? Số tai nạn trên một ngày rồi. Thế nên thực ra bài này chứng tỏ chúng ta đang cần tính gì nhỉ? X lớn hơn bằng 2. Được chưa nhỉ? Và đây chẳng qua là cách hỏi khác giống như bài 2 thôi. Là hỏi xác suất như thế này lớn hơn bằng 2 thì chúng ta thấy lớn hơn bằng 2 có mấy bạn mấy đại lượng nhỉ? Có mấy giá trị? Ba giá trị. Thì bạn lại dùng quy tắc cộng. Còn nếu quy tắc phần bù thì bạn lại cộng hai giá trị rồi lấy một trừ đi. Thì nó cũng không sai biệt nhau lắm. Thì bạn chỉ cần lấy ra gì nhỉ? Không phẩy mấy nhỉ? 0,3 cộng 0,15 cộng với 0,1 là sao? 0,1 là sao? Ok chưa nhỉ? Như vậy là phần đầu của chúng ta phải làm gì? Biết cách đọc bảng phân bố xác suất, nhận diện được cái bảng chúng ta đang có phải bảng phân bố xác suất hay không? Thứ hai, dựa vào bảng tìm cho cô được bốn cái đại lượng mà chúng ta học buổi hôm trước. Đó là nguy, là sigma, là F nhỏ, là F lớn. Có cái gì khó hiểu ở cái đoạn này không? Có cái gì khó hiểu ở đoạn này không nhỉ? Không đúng không? Rồi, ok. Thế thì chúng ta sang cái phần cho buổi ngày hôm nay. Đó là gì? Chúng ta sẽ sử dụng những cái kiến thức tổng quan. Sau này cứ gặp một cái biến ngẫu nhiên rời rạc là chúng ta sẽ làm cái việc như vậy. Chúng ta luôn luôn lập bảng phân bố xác suất này. Rồi đi tìm không chỉ nguy, không chỉ giá trị kỳ vọng mà chúng ta phải tìm cả độ lệch chuẩn, tìm cả phương xa để chúng ta hiểu rõ về cái biến ngẫu nhiên đó, không bị đưa ra kết luận sai lầm. Đó.
Thì đây sẽ là một số cái ví dụ cho biến ngẫu nhiên rời rạc. Chúng ta sẽ thử đi tìm cái quy luật của nó để sau này là chúng ta tính toán và đưa ra đặc trưng cho nó nhanh. Đó. Thì có một số cái biến ngẫu nhiên rời rạc mà nó đặc biệt thì cô sẽ liệt kê ở đây những cái mà chúng ta có thể gặp. Cái đầu tiên đơn giản nhất đó là biến ngẫu nhiên mang phân bố đều. Uniform distribution. Được chưa nhỉ? À, nghe tên gọi của nó thì các bạn nghĩ đến là phân bố này là phân bố như thế nào? Nghe tên gọi thì các bạn nghĩ đến có tính chất gì? Nói đến đều thì có nghĩa là gì ở lớp nhỉ? Nói đến đều thì có nghĩa là gì? Nghĩa là cái phần nào như nhau, bằng nhau. Như nhau đúng không? Đều có nghĩa là như nhau. Đó. Và như nhau ở đây là như nhau ở cái gì? Chúng ta đang học ở phần này thì chúng ta thấy biến ngẫu nhiên rời rạc thì đại diện bởi bảng phân bố xác suất. Thế nên biến ngẫu nhiên mang phân bố uniform này là gì? Đầu tiên nó là rời rạc này. Rời rạc thì bạn sẽ thấy là giả sử nó sẽ nhận giá trị ở trong cái tập hữu hạn là x1, x2, cô đánh số vào đến xn. Được chưa nhỉ? Giả sử có hữu hạn giá trị đi. Còn trong trường hợp vô hạn thì cũng tương tự nhé. Đó. Được chưa nhỉ? Thì khi đó chúng ta sẽ có một việc là đây là một ví dụ tập giá trị là một tập hữu hạn. Thế nên nó là một biến ngẫu nhiên rời rạc. Ok chưa nhỉ? Và bây giờ mỗi một giá trị dữ liệu x1, x2, xn này có gì nhỉ? Xác suất xảy ra như nhau. Hay nói cách khác là gì nhỉ? Là uniform distribution tương đương với điều đó là fxy chính là xác suất để x nhận giá trị xy phải bằng nhau hết. Vậy khi nó bằng nhau hết thì nó bằng bao nhiêu? Các bạn lấy thử ví dụ này. À, như hôm trước cô lấy là nếu x là số chấm thu được khi chúng ta tung một con xúc xắc chẳng hạn. Thì các bạn thấy một việc đó là gì? Chúng ta thấy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng chưa nhỉ? Là các cái outcome, các cái giá trị có thể có. Nếu cô gọi x là số chấm thu được. Và khi mà chúng ta thực hiện lần lượt ấy, thì chúng ta thấy là gì nhỉ? Hình như cái khả năng thu được 6 cái mặt này đều là như nhau hết. Đúng chưa nhỉ? Vậy thì xác suất bằng bao nhiêu? Đó. Bằng thực nghiệm thì chúng ta biết thừa nó bằng 1/6 rồi. Vậy thì khi đó chúng ta thấy một việc là nếu nó đều nhau hết, tức là xác suất này là như nhau hết. Nhưng chúng ta không quên một cái tính chất đó là gì? Tổng tất cả các xác suất ở đây phải bằng mấy cả lớp nhỉ? Bằng mấy? Bằng 1. Thế cho nên chia đều thì chúng ta sẽ có chỗ này là bao nhiêu? 1/6. 1/6, 1/6, 1/6. Để cô cộng hết vào ra bằng 1. Và như vậy ở đây cô đang có n giá trị. Thì như vậy cô chia xuống thì nó bằng 1/ mấy? 1/ mấy nhỉ? 1/n. Đó. Thì sau này bạn sẽ có cái định nghĩa của cái biến ngẫu nhiên uniform rời rạc là gì nhỉ? Là cái gì nhỉ? Biến ngẫu nhiên nếu như tập giá trị của nó là x1 đến xn thì nó sẽ có cái hàm mass function f nhỏ, chính là xác suất đạt tại từng điểm nó sẽ là 1/n. Ok chưa nhỉ? Đó. Và bây giờ chúng ta thử với ví dụ này. Nếu như nó có điều đặc biệt như thế này thì các bạn thử tính cho cô ex đi. Các bạn thử tính cho cô vx đi. Xem nó bằng bao nhiêu. Các bạn thử tính cho cô ex và vx xem nó bằng bao nhiêu. Các bạn thử tính đi. Nào, nếu Ex thì bây giờ chúng ta nhìn thấy một việc như thế này này. Sẽ là 1/6 nhân với 1 cộng 1/6 nhân với 2 cộng 1/6 nhân với 3 và cộng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ có 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 cộng 6. Đúng chưa nhỉ? Tức là cô thấy là khi mà xác suất như nhau thì cô đặt được thừa số chung không?
Có đạt được thừa số chung không? Có. Thì khi đó công việc của chúng ta là chỉ cần tính tổng của 6 số tự nhiên liên tiếp. Thế vào đây thì sẽ tìm ra được gì nhỉ? Ex. Vậy thì bạn còn nhớ công thức tính tổng của các 6 số tự nhiên liên tiếp không? Hay n số tự nhiên liên tiếp không? N trên n cộng 1 trên 2. Đúng rồi. 1 phần 6 nhân với 6 cộng 1 này. Đúng chưa nhỉ? Rồi nhân với gì nhỉ? 6 chia mấy? 6 chia 2. Đúng chưa nhỉ? Và như vậy chúng ta thấy rút gọn đi. Chúng ta sẽ ra giá trị là 6 cộng 1 chia 2 và bằng mấy? 3,5. Đó. Ok chưa nhỉ? Tương tự như vậy, bạn tính Vx thì bạn sẽ tính như thế nào? Lấy bình phương của những số này rồi nhân với xác suất tương ứng và cô lại đặt được thừa số chung ra. 1 bình cộng 2 bình cộng 3 bình cộng cho đến 6 bình trừ đi nguy bình. Đó. Thì như vậy chúng ta lại đặt ra một cái bài toán, đó là gì? Tính tổng bình phương của 6 số tự nhiên liên tiếp từ 1 đến 6. Đó, nguy thì chúng ta vừa tính ở phía trên trên này rồi. Đó. Thì chúng ta có công thức này rồi và chúng ta cũng có thể thay vào đây để chúng ta tính toán. Thì bạn thấy cái việc là gì nhỉ? Đáng nhẽ này. Đáng nhẽ nếu như cô chỉ có cái giá trị như thế này chẳng hạn. Đáng nhẽ cô là 1 3 4 chẳng hạn. Thì đây sẽ là 1 phần mấy? Đó, nếu những cái biến ngẫu nhiên khác mà cũng có phân bố đều như thế này chẳng hạn. Đó, thì chúng ta biết thừa có 3 giá trị thì mỗi một thằng là 1 phần 3. Thì cái này có công thức giống như lúc nãy hay không? Mặc dù mình vẫn đặt 1 phần 3 ra ngoài được, thế nhưng mình có rút gọn được không cả lớp? Mình có rút gọn được gì không? Mình có cái công thức nào để tính cái tổng này không? Khi các số này không có quy luật? Không có. Thì với bài này các bạn bắt buộc sẽ phải tự thay vào cái công thức lúc đầu để chúng ta tính. Nhưng nếu nó rơi vào cái trường hợp mà bạn có cái công thức đặc biệt như thế này này, đó, thì chúng ta có thể rút gọn đi để ra một cái công thức mà sau này chúng ta sẽ thấy có quy luật. Bạn thấy 6 với 1 chính là số đầu tiên và số cuối cùng của dãy các số tự nhiên liên tiếp. Đó. Thì như vậy sau này chúng ta tính Ex chẳng qua chỗ này chỉ là A cộng B chia 2 mà thôi. Đó. Thì khi người ta làm người ta thấy cái điều đấy nên người ta mới có một cái chú ý như các bạn nhìn thấy cái kia. Đó là gì? Nhớ chúng ta phải có điều kiện là X là discrete uniform. Nhưng phải là on the consecutive integer của cái đoạn từ A đến B. Có nghĩa là A rồi đến A cộng 1, rồi đến A cộng 2, rồi đến A cộng 3. Ví dụ như là trên đoạn từ 1 đến 6 thì phải là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, phải liên tiếp nhau như thế. Đây, cái sự consecutive. Chứ không phải 1, 3, 4. 1, 3, 4 thì không có công thức đấy đâu nhé. Đó, thì khi đó người ta tìm được cái công thức sau này các bạn sử dụng luôn. Đó là gì? Ex, các bạn chỉ cần lấy A cộng B chia 2 là xong. Và cái quá trình mà cô áp dụng cái công thức là tổng bình phương của n số tự nhiên đầu tiên này này. Đó. Thì cô rút gọn nó được thằng Vx nó sẽ bằng B trừ A cộng 1 tất cả bình trừ 1 trên 12. Đó. Có nghĩa là trong cái bài ví dụ lúc nãy của chúng ta chỉ cần làm gì thôi? Không cần phải đi tính dài dòng xa xôi gì cả. Với trường hợp này bạn sẽ có 3,5 luôn này. Còn Vx thì tính bằng bao nhiêu luôn? Vx thì tính bằng bao nhiêu luôn? Lấy 6 trừ 1 cộng 1 tất cả bình trừ 1 chia cho 12. Đó. Và như vậy chúng ta có thể nhẩm ngay ra nó là 35 phần bao nhiêu? 35 phần 12. Đó. Thì khi đó bạn thấy là gì? Bạn mà bấm cái này này, bạn không nhớ được cái quy tắc là tổng bình phương ấy, bạn đi bấm cái này thì có thể bạn sẽ tốn thời gian nhiều hơn so với việc bạn dùng cái công thức là B trừ A cộng 1 chia 12. Đó. Đấy, thì cái công thức này nó gì nhỉ? Nó nhanh hơn rất là nhiều. Đấy, thì vì thế nên là gì? Để phục vụ cho sau này chúng ta phân tích dữ liệu nó nhanh hơn, chúng ta mới đi làm những cái trường hợp đặc biệt như thế này. Được chưa nhỉ? Các bạn ok chưa? Rồi ạ.
Cô cho thử thêm một ví dụ nữa nhé. Cô có các sản phẩm là các cái khanh gỗ đi. Khanh gỗ này dài 3 cm này. Và thêm nữa là một thanh gỗ 6 cm này. Rồi một thanh gỗ nữa là 4 cm đi chẳng hạn. Hai cái. Đó. Các bạn có thể làm cho cô một việc đó là gì? Nếu mà câu A là cô chỉ đi làm gì thôi, cô chỉ nối các thanh gỗ có độ dài, đây để 5 đi, có độ dài như nhau với nhau thôi. Đó, đây là thanh gỗ. Đó, nối các thanh gỗ có độ dài như nhau với nhau thì chúng ta sẽ thu được các thanh gỗ mới đúng không? Và điều cô làm là nối hai thanh gỗ. Ví dụ là cô chỉ làm như sau thôi này. Cô có hai loại là một loại 3, một loại 5. Thì cô nối hai lần. Đó. Thì đây là cái mới của cô này. Cái này là equally likely nhá. Ok chưa nhỉ? Đó. Thì bây giờ đây là cái không gian mới của cô. Vậy thì khi đó các bạn tính cho cô E của Y này bằng bao nhiêu và V của Y này bằng bao nhiêu. Được chưa nhỉ? Và có một cái thứ hai nữa là gì? Nếu cô làm một cái việc là cô cứ nối hai cái thanh gỗ này vào với nhau thôi, độ dài như thế nào cũng được. Vậy thì theo các bạn kỳ vọng phương sai bằng bao nhiêu? Đó, thôi làm ý A trước rồi ý B làm sao. Đó. Bạn có thể hiểu cái thằng Y này gì? Nếu cô gọi thằng này là X. Đó, tập này là biến ngẫu nhiên X này. Thì cái outcome của biến ngẫu nhiên Y như vậy bạn thấy nó chính là bằng mấy lần X ở cả lớp? Nó bằng mấy lần X? Hai lần X. Đúng chưa nhỉ? Vậy thì theo các bạn EY bằng bao nhiêu và VY bằng bao nhiêu? Đó. Thì rõ ràng là bạn thấy một việc đó là gì? Nếu thằng 3 cm và 5 cm này có equally likely thì bạn thấy hai thằng này có equally likely không cả lớp? Có. Có đúng không? Thế nên bạn cũng có thể làm cho cô một việc đó là thử lập cái bảng. Thì bạn thấy thằng Y có mấy giá trị? 6 hoặc 10. Được chưa nhỉ? Và xác suất xảy ra như nhau thì mỗi một thằng có khả năng lựa chọn là bao nhiêu nhỉ? Khả năng lựa chọn là bao nhiêu? Phần 2. Đó. Thì khi đó bạn cũng có thể tìm được thằng EY bằng cách đó là gì nhỉ? Tự sử dụng công thức thôi. 6 nhân 1/2 cộng 10 nhân với 1/2. Đó. Thì bạn vẫn ra kết quả. Thế nhưng này, giả sử là bạn đã có trong tay thằng X này rồi. Thông số của thằng X bạn nắm sẵn trong tay rồi. Vì rõ ràng là cái thằng Y này là sản phẩm mới được tính toán từ thằng X. Đó. Vậy thì liệu rằng là có phải lúc nào bạn cũng phải lập đi lập lại cái quy trình tính toán chúng ta vừa có hay không? Đó. Thì bạn thấy một việc là nếu như cô đi tính EX thì cô sẽ làm một cái việc là mấy lấy mấy nhỉ? 3 x 1/2 cộng với 5 x 1/2. Đúng chưa nhỉ? Và như vậy cô cũng có cái biểu thức như thế này. Vậy thì bạn thấy một việc EY bằng bao nhiêu lần EX? Bằng mấy lần? Chẳng qua những cái giá trị của Y này là bằng 2 x 3 này. Thằng này là bằng 2 x 5 này. Cô gấp đôi cái giá trị của X lên thôi. Đúng chưa nhỉ? Và như thế thì chúng ta sẽ có là 2 lần EX. Thế còn V thì sao? Thế còn V thì sao? Thì bạn nhìn thấy một việc là nếu như cô đi tính VY thì cô sẽ làm một việc là 6 bình cộng 10 bình nhân với 1/2 này. Rồi trừ đi nguy bình này. Đó. Còn thằng VX thì cô làm như thế nào? VX thì làm như thế nào? 3 bình cộng 5 bình nhân 1/2 trừ đi thằng nguy bình, nguy x bình. Đó. Mà ở đây, ở bên này nguy y thì bằng mấy lần nguy x cô vừa có phía trên? Nguy y bằng mấy lần nguy x cô vừa có phía trên nhỉ? 2 lần.
Thế nên khi cô bình phương lên chỗ này sẽ thành mấy lần? 4. Mấy lần nhỉ? 4 lần. Như vậy thì bạn thấy là khi cô thay thằng Vx vào đây thì chỗ này thực ra cũng là 4 nhân 3 bình cộng 5 bình nhân 1 phần 2 trừ đi 4 lần. Và như vậy bạn thấy thằng này bằng mấy lần nhỉ? Bằng mấy lần Vx? Bằng mấy lần Vx? 4 lần Vx. Đó. Thì khi chúng ta làm thử với những bài toán như thế này thì chúng ta thấy một việc như sau này. Nếu như chúng ta có một cái gì nhỉ? Một cái biến nào đó mới được sinh ra từ những cái biến mà mình đã có thông tin trong tay. Đây, thông tin của nó đây. Thì chúng ta có thể là gì? Không cần phải lập lại cái quy trình phức tạp của cái việc là đi tính Ex, tính Vx bằng công thức tổng quát ban đầu nữa. Mà người ta có một mối liên hệ, người ta chứng minh được rằng trong mọi trường hợp đều có như vậy. Thì là chúng ta có thể sử dụng cái công thức là E của Ax cộng B thì bằng gì nhỉ? A của Ex cộng với B. Được chưa nhỉ? Tương tự như vậy, V của Ax thì bằng A bình Vx. Đó. Phục vụ cho điều gì? Vì sau này các bạn sẽ làm một cái việc, ví dụ bạn đang nghiên cứu về chiều cao và cân nặng của người nào đó chẳng hạn. Đó. Thì khi đó này, ví dụ đây là chiều cao, đây là cân nặng này. Bạn đã làm việc với chiều cao xong rồi, bạn đã có thằng E của H gì rồi và V của H này rồi. Đó. Và sau này đáng nhẽ là bạn sẽ lại làm tiếp một cái việc là đi tính E của V kép và V của V kép. Thế nhưng nếu như sau này bạn làm được một cái việc này, bạn có dữ liệu mỗi một điểm đây là thể hiện chiều cao cân, một cặp chiều cao cân nặng của một người nào đó. Và nếu như bạn có làm được cái mô hình regression, ví dụ bạn tìm ra được cái phương trình đó là Y bằng AX cộng B để ước lượng ra giá trị của Y theo X. Tức là bạn có thể có một hàm số nào đó để cô cho input là một cái chiều cao nào đó ấy, để mình dự đoán cái gì nhỉ? Dự đoán cái khối lượng của người đó ấy. Thì khi đó có thể là gì nhỉ? Dữ liệu mà nhiều quá bạn không cần phải tính lại nữa. Bạn có thể xấp xỉ bằng gì luôn? Bằng gì nhỉ? Bằng gì nhỉ? E của AH cộng với gì? AH cộng với B. Và như vậy bạn đã có thông tin này rồi thì cái việc bạn ước lượng ra cái thằng là gì nhỉ? Mà mình đang cần ấy, nó nhanh hơn rất là nhiều khi mà mình sử dụng cái quy tắc này. Các bạn ok chưa nhỉ? Ok cái chỗ này chưa? Được chưa nhỉ? Được rồi. Ừ. Đó thì cái này thì cô lấy ví dụ ở phần uniform này thôi, nhưng mà các cái phân bố khác dùng hoặc là tất cả những cái biến ngẫu nhiên rời rạc thì chúng ta đều sử dụng được cái quy tắc này. Thử về nhà tìm xem còn những quy tắc nào nữa hay không nhá. Ví dụ như là nếu như bây giờ cô coi đây là x, cái cô đây là y, nếu cô lấy x cộng y thì sao? Tức là nếu như cô nối nè, có thể là nối 3 với 3 rồi nối 3 với 5, nối 5 với 5, nối 5 với 3 thì chúng ta thấy có điều gì? Thì thử về nhà suy nghĩ điều đấy. Được chưa nhỉ? Còn ở đây thì các bạn cứ ghi cho cô cái công thức này là được rồi. Như vậy uniform xong chưa nhỉ? Uniform xong chưa? Rồi, chúng ta sang cái số 2. Lúc nãy mình để màu gì nhỉ? Cái số 2 các bạn có thể gặp... Ôi, hết rồi à? Là binomial distribution. Đó. Cái này sau này các bạn có thể thấy nó ký hiệu là BNP. Đó. Thì N với P là cái gì? Thì cái ví dụ cho phần này cô đã cho các bạn làm buổi hôm trước khi chúng ta làm bài tập chương 2. Đó là gì? Ví dụ là bây giờ cô lấy là một gia đình, hôm trước cô lấy 100 đúng không? Bây giờ cô lấy 5 thôi cho nó ngắn gọn. Một gia đình có 5, muốn sinh 5 người con chẳng hạn. Mỗi lần sinh chỉ sinh một đứa và chỉ tỷ lệ sinh trai gái là 70-30. Đó. Thì nếu như chúng ta quan tâm đến việc là có 3 boy và có 2 girl thì làm thế nào chúng ta tính được xác suất này? Các bạn còn nhớ bài này không? Các bạn còn nhớ bài này không? Có. Có. Thì hôm trước mình đã suy ra được cái công thức tính toán là gì nhỉ? Công thức tính toán là gì nhỉ? Dù là vẽ cây được hay không thì bản chất của chúng ta vẫn là gì nhỉ? Đó, chúng ta cứ... Đấy, bản chất vẫn là tính cho cô xác suất của những cái nhánh
mà thỏa mãn cái biểu thức là ba boy hai girl, rồi cộng hết tất cả xác suất của từng nhánh đó lại. Và mỗi cái nhánh này thì sẽ có dạng như thế nào nhỉ? Ví dụ như là BBBGG này, hoặc là BGBGB này, hoặc thế nào đó. Thì mỗi cái xác suất này đều là bao nhiêu? Đều là bao nhiêu nhỉ? Cứ boy thì là không phải mấy? 7.3 nhân với đó. Còn cứ g thì là 0.3, thì tất cả các nhánh này bạn thấy có một đẳng điểm, đó là xác suất như nhau hết. Đúng không nhỉ? Và như vậy là chúng ta mới đi đếm xem có bao nhiêu cách để xây dựng nên các nhánh này. Thì chúng ta thấy nó bằng với số lượng gì nhỉ? Số cách sắp xếp 3 đứa con trai vào 3 vị trí nào đó trong 5 vị trí. Thì suy ra là hai cái vị trí còn lại tự động sẽ phải là gì? Hai cái vị trí còn lại tự động sẽ là gì nhỉ? Là con gái. Và chúng ta biết được là có bao nhiêu cách sắp xếp như vậy? C35. C35. Và như vậy chúng ta cộng dồn C35 lần cái xác suất này lại với nhau, thì chúng ta biết là cái xác suất này chính là C35 nhân với 0.7 mũ mấy? Mũ 3, rồi nhân với 0. mấy nhỉ? 0.3 mũ 2. Đó. Đấy là nếu cô chọn con trai. Còn nếu như một số bạn khác lại bảo em thích con gái hơn, thì em đi chọn vị trí của hai đứa con gái chẳng hạn, thì khi đó kết quả có gì thay đổi hay không? Thì dù bạn chọn cái biến cố này là con trai, đúng không nhỉ? Nếu bạn chọn x là number of boy đi, number of boy trong 5 ca sinh đi. Đó, thì cái biến cố kia chính là xác suất để có chính xác 3 đứa con trai. Đó. Còn nếu như bạn chọn x là number of girl chẳng hạn, bạn quan tâm đến of girl. Đó, thì cái thằng này C25 nhân với gì nhỉ? 0.3 mũ 2 rồi nhân với 0.7 mũ 3. Đây chính là xác suất để y đi. Để y bằng mấy nhỉ? Để y bằng mấy? Y bằng mấy nhỉ? 2. Y bằng 2. Thì hai xác suất này thì theo tính chất của tổ hợp C35 và C25 là như nhau. Vì thế cho nên là nó như nhau. Ok chưa nhỉ? Như vậy là khi bạn có một cái biến cố mà liên quan đến số lượng như thế này thì bạn có thể nhìn theo góc nào cũng được. Nhưng mà ở đây chúng ta thấy là hai cái biến x và y này thì đều là number of. Có đếm được không cả lớp? Có đếm được không? Có. Có đếm được. Đó, nó là một ví dụ của biến ngẫu nhiên rời rạc. Và bản chất của hai cái thằng này là như nhau. Đúng chưa nhỉ? Vì sao cô nói là như nhau? Đây, thì bạn nhìn này. Chúng ta cùng quay lại. Thì chúng ta thấy một việc. Để chúng ta đi tính xác suất này, thì chúng ta đang chỉ tính trong bao nhiêu thôi? Trong bao nhiêu thôi? Trong 5 lần sinh thôi. Đó. Thì cái số 5 này này, trong trường hợp tổng quát, cô tổng quát hóa bài này lên, là cô đang đi thực hiện bao nhiêu phép thử? Bao nhiêu lần thử? N lần thử. Và khi đi sinh con thì đứa thứ nhất là sinh là trai gái, thì có quy định đứa thứ hai phải là giới tính gì nữa không? Có bị ảnh hưởng gì không? Không. Không. Đó. Thì kết quả của các phép thử này không bị phụ thuộc vào nhau. Thế nên cô mới có là gì? 5 cái ca sinh này là 5 ca sinh là thỏa mãn tính chất như hôm trước chúng ta nói là gì nhỉ? Là các phép thử như thế nào? N trial. Và nó là independent. Đấy chưa nhỉ? Thỏa mãn tính chất là độc lập. Độc lập theo nghĩa kết quả của lần thử thứ hai không bị phụ thuộc vào kết quả của lần thử trước đó. Đấy chưa nhỉ? Và mỗi một lần thử, đây, mỗi một lần sinh chỉ có mấy khả năng ở cả lớp? Hai khả năng. Mỗi một lần sinh chỉ có hai khả năng, trai hoặc gái. Thì bây giờ nếu như cô quan tâm đến number of boy thì cô coi như đấy là thành công. Được chưa nhỉ? Hoặc là gì nhỉ? Thất bại. Và chúng ta nắm được cái tỷ lệ thành công thất bại ở đây là 70-30. Thì trong trường hợp tổng quát, xác suất thành công cô ký hiệu là P. Được chưa nhỉ? Xác suất thành công cô ký hiệu là P. Thì xác suất thất bại tự động sẽ là Q, sẽ tính bằng bao nhiêu nhỉ cả lớp nhỉ? 1 chữ P. Ok chưa nhỉ? Và bây giờ là gì? Chúng ta sẽ gọi x
là number of success trong n cái lần thử này. Được chưa nhỉ? Thì khi đó chúng ta biết được ngay cái công thức để có chính xác k lần thành công này. Chúng ta thấy number of boy này, k này, thì chỗ này chính là 3 này, chỗ này chính là 3 này. Ok chưa nhỉ? Còn đây xác suất thành công này, nó là bằng gì nhỉ? CKN nhân P mũ K nhân Q mũ gì ở cả lớp? Q mũ gì? N trừ K. Ok chưa nhỉ? Và bạn biết được cái K này chỉ lấy giá trị trong tập nào? Theo các bạn tập giá trị của K là tập nào? Ví dụ cô nói là tính xác suất để có chính xác 6 đứa con trai trong 5 lần sinh thì có được không? Không ạ. Thì không được. Nhớ mình chỉ thực hiện N lần sinh thì K có thể đạt giá trị từ 0 cho đến N. Có thể là không có đứa con trai nào cả. Và khi cô thay Y vào thì có khác gì không? Khi cô thay Y vào là cô quan tâm đến number of girl chẳng hạn, thì cái xác suất thành công của cô phải là bao nhiêu? Nó phải là bao nhiêu nhỉ? Xác suất để sinh được con gái là 0,3. Và vì chúng ta đang tính Y bằng 2, thế nên thằng này phải là 0,3 mũ 2. Chỗ này là vẫn là C25. Đó. Thế nên là bản chất của X và Y là như nhau, nên là bạn làm theo cách nào cũng được. Và miễn là chúng ta thấy nó đều thỏa mãn cái tính chất giống như cô vừa nêu lại. Đó. Thì đó chính là định nghĩa của biến ngẫu nhiên nếu thỏa mãn những điều kiện như vậy. Nếu biến ngẫu nhiên X là số lần thành công khi thực hiện N phép thử. N phép thử này thỏa mãn tính chất độc lập, mỗi phép thử hai khả năng thành công thất bại. Đấy nhỉ? Thì nhớ trong câu này, mặc dù trai gái như nhau nhưng xác suất thành công và xác suất thất bại tùy thuộc vào việc mình là number of boy hay number of girl, thì chúng ta phải nhớ thay nó vào cho đúng nhá. Nếu chúng ta quan tâm đến cái gì, đấy, chúng ta quan tâm đến cái gì, đó, X là cái gì, thì cái đó là thành công. Và P trong công thức này phải là xác suất của cái đó. Ví dụ này, chúng ta quan tâm đến boy, chúng ta quan tâm đến X, có 3 con trai, thì xác suất thành công của cô phải là mấy? Phải là 0,7. 0,7 phải là cái mũ, chính là cái số ở đây này, cái số trong dấu bằng này này, là mũ K. Còn nếu cô quan tâm đến number of girl, thì xác suất thành công của cô phải là 0,mấy? 0,3. Thì vậy là lấy 0,3 cái mũ cái số chỗ này này. Ok chưa nhỉ cả lớp nhỉ? Rõ quy tắc chưa? Được chưa nhỉ? Đó chính là định nghĩa của biến ngẫu nhiên mang phân bố binomial. Nếu chúng ta vẽ hình ra thì có một số các bạn có thể xem ở trên slide. Và bây giờ thử làm cho cô ví dụ trong file review nhé. File review đâu nhỉ? Đây. Ví dụ các bạn làm cho cô bài số 6. Ví dụ làm cho cô bài số 6. Cô xóa cái này đi nhé. Xóa cái chỗ này đi. Cho nó đỡ bị loạn. Đọc đề bài số 6 hộ cô nhé. Suy nghĩ một xíu. Vẫn đang mưa. Ừ.
Các bạn đọc xong đề bài 6 chưa cả lớp? Các bạn đọc xong đề bài 6 chưa? Rồi ạ. Ừ. À, chúng ta cùng thử làm nhé. Mình cùng thử làm này. À, bài 6 cho cái gì? Đây. Bài 6 cho rằng tìm. Bài 6 cho làm gì nhỉ? Tìm xác suất để hệ thống. Cái mà chúng ta quan tâm là gì? Xác suất để hệ thống như thế nào nhỉ? Chạy cho đến cuối. Mà ở đây người ta hỏi hiểu, hiểu chạy cho đến cuối có nghĩa là gì nhỉ? No component. Không có lỗi. Đó. Như vậy đọc câu hỏi này xong thì bạn phải nhận diện sai xem là gì nhỉ? Mình đang cần tính cái xác suất là không có thành phần nào bị fail trong quá trình sản xuất. Đúng chưa nhỉ? Thế nên là mình thấy là gì nhỉ? Mình quan tâm đến số thành phần bị fail thì bạn đặt luôn cho cô. Xác định luôn bài toán này quan tâm đến number of component. Đó. Fail. Đúng chưa nhỉ? Và chúng ta quan tâm đến có mấy thành phần bị fail? Không có thành phần nào. Đó. Thì khi bạn đọc câu hỏi và bạn tóm tắt được là chúng ta đang quan tâm đến cái gì như thế này thì bạn biết ngay đây là một ví dụ của biến ngẫu nhiên rời rạc. Mà là biến ngẫu nhiên rời rạc thì rất có thể ở đây thì rõ ràng chúng ta thấy là người ta không nói gì đến việc là mỗi thành phần bị fail hay không là đều nhau. Đó, thế nên chúng ta không dùng uniform ở đây rồi. Chúng ta chỉ quan tâm đến một cái đặc trưng, một cái thuộc tính đó là nó bị fail. Thì chúng ta sẽ hay đặt ra câu hỏi trong thực tế là gì? Những cái component này, một cái component này, nếu như chúng ta chỉ quan tâm đến fail thôi, thì chúng ta sẽ quan tâm đến việc là gì? Một là fail, hai là gì? Not fail. Ok chưa nhỉ? Ví dụ trên thực tế có một số cái việc là bạn đi bốc cầu từ một hộp cầu gồm đỏ, trắng, vàng, xanh chẳng hạn, mà bạn chỉ quan tâm đến mỗi màu vàng thôi, thì tất cả những cái đỏ, trắng, xanh kia chúng ta coi hết là gì nhỉ? Không phải màu vàng. Đó. Thì đó là lý do vì sao người ta mới đi tìm cái công thức của binomial. Vì rất nhiều trường hợp trong thực tế khi chúng ta focus vào những cái chúng ta quan tâm, đó, thì chúng ta coi như là mỗi một phép thử chỉ có mấy khả năng ở cả lớp? Chỉ có mấy khả năng thôi? Chỉ có hai khả năng. Đó. Và cái quan trọng để chúng ta không bị nhầm khi chúng ta thay vào công thức đó là gì? Chúng ta phải xem cái nào là thành công, cái nào là thất bại. Thì cô vừa nói rồi, x là cái gì? X quan tâm đến cái gì thì cái đó là thành công. Đấy là mục tiêu của mình. Ở đây chúng ta mục tiêu với câu hỏi này là fail. Thế nên xác suất để một thành phần nhá, đây là một thành phần nhá. Một thành phần bị fail thì sẽ là P. Còn xác suất để một thành phần không bị fail thì sẽ là gì ở cả lớp? Sẽ là Q. Đó. Và bây giờ chúng ta xem lại. Nếu như có điều này rồi thì chúng ta phải check điều kiện gì nữa thì mới được quyền sử dụng công thức này. Chúng ta cần điều kiện gì nữa? Thằng này với thằng này ok rồi đúng không? Còn mỗi một thằng là chúng ta xem là chúng ta đang tính trên bao nhiêu component và những cái n component này có phải là độc lập hay không. Thì chúng ta phải quay lại bài toán để đọc xem đề bài cho cái gì. Đây, thì đề bài đã có cái chú ý đó là gì nhỉ? Mỗi cái thành phần này thì được coi như là gì nhỉ? Độc lập. Tức là cái system này chúng ta thấy nó có 100 thành phần độc lập. Và như vậy để nó hoạt động đến cuối cùng, tức là trong 100 cái thành phần này có được có thằng nào bị fail không? Không có. Tức là thằng X này chẳng qua là trong một cái tập hợp bao nhiêu thôi? 100. 100 cái. Và chúng ta có N bằng 100. Đó. N bằng 100 component. Thì đã thỏa mãn tính chất là independent. Đó. Và từ những cái điều này thì chúng ta suy ra một việc. Đó là gì nhỉ? X sẽ mang phân bố là binomial đúng chưa? Theo đúng định nghĩa. Với N bằng mấy? Phần B bằng mấy? Thì bạn phải đọc đề bài. Xem đề bài cho là xác suất để một thành phần bị fail là bao nhiêu. Thì đây, xác suất để có đúng một thành phần không? Bị fail trong quá trình sản xuất. Đây, phải là fail. Là bao nhiêu nhỉ?
0,005. Đó. Và khi có điều này rồi thì dễ khó cả lớp. Dễ khó. Thay vào công thức thôi, k bằng 0 C0 100 nhân với gì nhỉ? Mũ mấy? Mũ k 0, đây 2 cô thừa số 0 à? Đó. 0,005 mũ k và 0,995 mũ bao nhiêu nhỉ? N trừ k là mũ 100. Đó. Thì bài này chúng ta tính rất nhanh. Dĩ nhiên các bạn có thể làm bài này bằng cách đó là làm bằng chứng 2 ấy, là không có thành phần nào bị fail thì tương đương với việc cả 100 thành phần đều gì nhỉ? Not fail. Đó, mà nó độc lập thì chúng ta sẽ lấy 0,995 nhân 0,995 và nhân đến hết thì thôi. Đó. Thì nó chỉ nhanh với bài này thôi. Nhưng ví dụ cô đổi lại là tính xác suất để có chính xác một thành phần bị fail chẳng hạn. Đó. Nếu như tính xác suất để có chính xác một thành phần bị fail thì bạn thấy việc sử dụng kiến thức chương 2 có dài không? Bạn sẽ phải liệt kê có bao nhiêu cái xong là cộng dồn vào với nhau. Cái việc cộng đó chúng ta đã có ở công thức này rồi. Đó. Thì bạn đỡ phải phân tích lại từ đầu. Đó thì sẽ là 0,005 mũ 1 rồi nhân với 0,995 mũ bao nhiêu nhỉ? Mũ bao nhiêu là sao? 99. 99. Hiểu bài 6 chưa nhỉ? Các bạn hiểu bài 6 chưa? Rồi ạ. Rồi. Thế thử làm cho cô bài 7 xem sao. Làm cho cô bài 7 xem sao. Còn việc tính ra bằng bao nhiêu thì các bạn tự tính nhé. Các bạn đọc xong đề bài 7 chưa? Bài 7 thì đề có một câu thôi đúng không? Tính gì? Tính xác suất của việc thu được 3 defect trong một mẫu size 10. Và mẫu này lấy bằng cách nào? Lấy without replacement từ một cái hộp có 20 thành phần. Và trong 20 thành phần này thì có mấy cái defect? 4 cái defect. Như vậy cô có thể hình dung nó là có 4 cái defect này. Thì 20 cái thì như vậy còn lại 16 cái tốt đi chẳng hạn. Đó, tổng số là có 20. Và bây giờ cô lấy ra cái sample size là 10. Đúng không nhỉ? Tức là cô lấy ra 10 cái. Và cô quan tâm đến việc là thu được 3 defect trong cái sample này. Thế nên cô sẽ gọi x là number of defect in this sample. Được chưa nhỉ? Và chúng ta quan tâm đến px bằng mấy? Chính xác 3. Đó. Vậy thì theo các bạn, bài này tính như thế nào? Nó có giống bài 6 không cả lớp?
Lại cùng phân tích nhé. Chúng ta quan tâm đến number of ví dụ of TV đi. Đó, TV đi. Thì khi đó chúng ta thấy một việc là một cái TV đi thì sẽ có mấy khả năng? Hai khả năng. Defect hoặc không. Cũng có gì nhỉ? Cũng có gì đây? Hai khả năng giống hết bài 6. Vậy liệu rằng nó có phải binomial để mình dùng công thức kia không? Đó. Thì theo các bạn có phải không? Nào thì chúng ta làm thử nhá. Nếu chỗ này cô chỉ mua ra khoảng hai cái tivi thôi chẳng hạn. Đây, làm cái bài này mua hai cái tivi thôi chẳng hạn. Nếu như cô lấy xem bộ size 2 thôi chẳng hạn. Đó. Và cô quan tâm đến có chính xác 1 đi chẳng hạn. Thì hồi chương 2 chúng ta làm như thế nào nhỉ? Nếu là chương 2 thì mình sẽ làm như thế nào? X bằng 1 chúng ta có mấy khả năng nhỉ? Có thể là mua được gì nhỉ? Cái thứ nhất là defect. Thì xác suất là bao nhiêu? 4/20. Thì cái thứ hai phải là gì? Good. Nhưng vì width down thế nên xác suất là bao nhiêu? 16/19. Hoặc là cái thứ nhất là 16/20 là cái tốt thì cái thứ hai phải là 4/ bao nhiêu nhỉ? 4/19. Đó. Và dù là sai 10 thì cũng thế, chúng ta phải liệt kê xem là có những trường hợp nào. Thì bây giờ nếu như chúng ta cứ cố tình thấy ở đây là gì nhỉ? Có hai khả năng đấy. Đó, cứ thấy hai khả năng thì mình cho là binomial có đúng hay không? Đó. Thì thử xem nếu như cô cố tình, nếu chúng ta sử dụng x mang phân bố binomial với n bằng 2 chẳng hạn và với p thành công đây, bạn nhìn thấy ở đây là như lúc đầu là chúng ta chỉ quan tâm ban đầu thôi là 4/20 thôi chẳng hạn. Đó, thì khi đó cái xác suất x bằng 1 nó có bằng cái biểu thức phía trên hay không? Sẽ là C12 nhân với 4/20 mũ 1 rồi nhân với 16/20 mũ mấy? Mũ 1. Hai cái thằng này có bằng nhau không cả lớp? Hai thằng này có bằng nhau không cả lớp? Hai thằng này có bằng nhau không? Ô, đi đâu hết rồi? Có bằng nhau không? Khác nhau. Như vậy bạn thấy là gì? Thằng này thì chắc chắn không sai rồi này. Vì mình áp dụng quy tắc. Đúng nhỉ? Mình áp dụng quy tắc. Thế còn thằng này, vậy thì bản chất vấn đề nó nằm ở đâu? Thì bạn thấy một việc như sau này. Cái bài này, chúng ta còn một cái điều kiện nữa mà mình thấy đây này. Đó là các thành phần độc lập. Hoặc là cái bài sinh con. Thì mỗi một lần sinh kết quả có bị phụ thuộc vào nhau không cả lớp? Không ạ. Không. Đó. Còn ở cái bài bốc cầu, ở bốc TV này chẳng hạn. Thì bạn thấy một việc. Vì điều kiện của đề bài là without replacement. Thế nên bạn nhìn thấy này. Nếu lần bốc cầu thứ nhất là cái defect. Thì lần bốc cầu thứ hai là 16/19. Hoặc là gì nhỉ? Nếu lần mốc cầu thứ nhất mà là thằng gì nhỉ? Good rồi thì chỗ này sẽ là bao nhiêu? 15/19. Nó đã thay đổi chưa? Nó thay đổi chưa cả lớp? Rồi. Thay đổi rồi. Vậy thì ở đây chúng ta thấy là gì? Without replacement thì suy ra là gì nhỉ? Các cái phép thử của cô như thế nào với nhau? Phụ thuộc. Dependent với nhau. Và khi dependent thì chúng ta thấy là chúng ta không thể xác định được thằng P này nó là hằng số ở tất cả các phép thử nữa. Nó sẽ thay đổi. Thì khi đó bạn nhớ điều kiện independent là cần thiết. Đấy chưa nhỉ? Để định nghĩa ra biến ngẫu nhiên mang phân bố gì nhỉ? Binomial. Thế nên bạn thấy ở đây nó không phải biến ngẫu nhiên mang phân bố binomial đâu. Và để sau này các bạn không nhầm lẫn thì trong trường hợp without replacement này thì người ta gọi nó là biến ngẫu nhiên mang phân bố. Nó có tên gọi là hypergeometric distribution. Ok chưa nhỉ? Để sau này các bạn không nhầm lẫn. Nhớ, check binomial thì phải check hai điều kiện. Một phép thử có hai khả năng, thành công hoặc thất bại. Và các phép thử
thì phải thỏa mãn điều kiện là gì? Độc lập thì mới làm được. Nếu như rơi vào trường hợp này thì công việc của các bạn giống như chúng ta vừa làm, đó là tự liệt kê ra. Và cái việc mà cô đi cộng hết tất cả các phần này với nhau thì bạn thấy là mỗi một cái nhánh này xác suất có giống nhau không cả lớp? Xác suất giống nhau không? Mặc dù nó thay đổi nhưng nó có quy luật, đó là nó vẫn giống nhau. Và như thế thì sau này nếu như gặp cái bài toán của hyper như thế này thì bạn có thể là sử dụng công thức, đó là gì? Cái công thức người ta tổng quát hóa lại sau khi sử dụng chương 2 là gì nhỉ? Đầu tiên là mình tính số phần tử của omega, là mình phải chọn ra 10 sản phẩm từ tập hợp gồm bao nhiêu sản phẩm? Từ tập hợp gồm bao nhiêu sản phẩm nhỉ? 20 sản phẩm. Đấy nhỉ? Và phía trên này là số cách chọn ra 3 cái thằng defect từ cái tập hợp này. Nó là C34. Và nhân với chúng ta phải vả là gì? 7 sản phẩm còn lại trong 10 cái lấy ra sẽ phải được chọn từ bao nhiêu cái nhỉ? 16 cái. Đó. Bài này bạn cũng có thể tính bằng là gì? Nếu theo đúng quy tắc này thì sẽ là chọn ra 2 thằng từ tập hợp gồm 20. Trong một đó có một thằng là gì nhỉ? Chọn từ 4 và một thằng chọn từ 16. Kết quả ra y xì như thế này. Ok chưa nhỉ? Các bạn hình dung ra chưa? À chưa, 10 thì đây là 999. Cô xin lỗi. 99. À, xem một sai 2 chứ. Xem một sai 2. Ờ đúng không? Sai 2 thì đúng không? Nhớ nhầm lại, tưởng là sai 10. Các bạn ok chưa nhỉ? Đó. Thì tí nữa chúng ta sẽ có mục 3 nhỏ. Chúng ta sẽ đi nghiên cứu sâu hơn về điều kiện và định nghĩa của hypergeometric là gì. Cô thêm ví dụ này vào để các bạn chắc chắn đã hiểu được là để check một biến ngẫu nhiên có phải binomial hay không thì bắt buộc phải check cả tính độc lập và xét cả gì nhỉ? Tính gì nữa? Tính gì nữa? Mỗi phép thử có hai. Ok chưa nhỉ? Và bây giờ quay lại làm cho cô bài số 5. Làm cho cô ví dụ 5. Ôi hết rồi. Làm cho cô ví dụ 5 nhé. Không mở một cái bảng mới. Các bạn đọc đề bài 5 đi. Làm cho có bài 5. Không.
Các bạn đọc xong đề bài 5 chưa? Đọc xong đề bài 5 chưa? Rồi. Nào. Thì bây giờ mình thử xem đề bài hỏi gì. Lại tìm xác suất để là gì nhỉ? On three I knew. Đó, tức là tại một thời điểm nào đó thì cả ba đường dây đúng không? Mình liếc qua thì ở đây là ba in news, ba cái gì? Thì ở đây là đang quan tâm đến ba đường dây điện thoại. Đúng không nhỉ? Như vậy nếu đọc câu hỏi như thế này thì bạn phải biết ngay chúng ta đang quan tâm đến gì. Mục tiêu của mình là quan tâm đến number lines in use. Đó, nó là một biến ngẫu nhiên rời rạc đã này. Đó, và mình quan tâm đến việc là có cả ba thằng cùng được sử dụng. Đấy nhỉ? Bài này thì giả sử nhá, giả sử cô cho tê đang làm trong phần binomial thì để nó hơi thiếu một tí là giả sử là cả ba đường dây này được sử dụng hay không là độc lập với nhau nhá. Được chưa nhỉ? Đó. Thì khi đó chúng ta thấy một việc đó là gì? Nhìn qua cái này thì chúng ta thấy chúng ta lại đang quan tâm đến việc in use. Như vậy bạn thấy một đường dây thì có mấy khả năng nhỉ? Hai. Lại có hai khả năng. Nhưng chỉ kiểm tra mỗi thằng này đã đủ chưa? Đó. Thì chúng ta phải xem là tổng cộng chúng ta có bao nhiêu đường dây và các đường dây này có độc lập với nhau hay không? Đó. Thì ở đây chúng ta có là chúng ta có mấy line? Ba line. Và như cô nói là giả sử rằng nó independent. Đó. Thì khi có đầy đủ những thằng này rồi thì chúng ta mới coi như nếu cô gọi thằng này là P là xác suất thành công đấy, in use. Đó, đây là in use, thì in use là P này. Đó. Thì khi đó chúng ta biết x sẽ mang phân bố gì nhỉ? Đúng không? Đúng rồi. Khi có hai điều kiện đó thì nó mới là binomial. Và khi có binomial thì tự động bạn biết ngay là cái thằng này tính bằng công thức gì nhỉ? Sẽ là C3 nhân với gì nhỉ? Nhân với, có đúng là P mũ 3 không? Và nhân với Q mũ gì nhỉ? 3 trừ 3 là bằng mấy? Bằng 0. Nhớ là Q bằng 1 trừ P. Ok chưa nhỉ? Vậy thì bây giờ mình quay lại đọc đề xem nó có giống bài 6 hay không nhá. Mình xem là P bằng mấy. Mà P ở đây nhớ phải là xác suất để một đường dây được sử dụng. Nào, đề bài có cho xác suất để một đường dây được sử dụng cả lớp? Không ạ. Không ạ. Không. Đề bài lại cho là gì nhỉ? Xác suất ít nhất, nó là ít nhất 1 chứ không phải 1. Tức là đề bài lại cho xác suất của x lớn hơn bằng 1 bằng 0,8. Vậy làm nào bây giờ? Rõ ràng là để muốn tính được thằng này thì bạn phải có PQ. Nhưng đề bài không cho sẵn PQ, vậy thì chắc chắn là phải đi tính P và tính Q rồi. Đúng chưa nhỉ? Đó. Thì với những cái bài kiểu như thế này thì là sát với thực tế hơn đúng không? Thì bạn thấy là nếu bạn có công thức binomial vào thì chúng ta phân tích và tính toán nó dễ hơn rất là nhiều khi bạn nhận diện được cái phân bố. Vì sao lại thế? Thằng này thì chúng ta thấy là mình sẽ mô tả nó như thế nào đây? Mình sẽ mô tả nó như thế nào? Nếu bạn đi mô tả thẳng, đó, khi gặp at least at most thì bạn đi mô tả thẳng thì mình sẽ có mấy biến cố nhỉ? Bằng 1, bằng 2, bằng 3 cộng vào với nhau. Tính ra em cả lớp? Có. Dạ. Thế nên mình thử nghĩ đến phần bù. Thì bù của lớn hơn hoặc bằng thì là gì nhỉ? Là gì? Đó nhỏ một. Hơn. Mà x là đếm số lượng. Nhỏ hơn 1 chỉ có duy nhất một giá trị là x bằng mấy thôi? X bằng 0. Đó. Và x bằng 0 thì chúng ta thay vào thì x bằng 0 chẳng qua nó là C không mấy nhỉ? Đúng cả lớp? Đúng không? Rồi. Đó. Và như vậy thì chúng ta thấy là có thể suy ra được một việc Q mũ 3 bằng 0,2. Như vậy bạn tìm được Q chưa? Bạn tìm được Q chưa nhỉ? Đã tìm được Q. Mà tìm được Q rồi thì có tìm được P không? Tìm được không nhỉ? Tìm được. Đúng rồi. Và khi đó thì cái việc là bạn tính ra P x bằng 3 có dễ không nhỉ? Thực ra là sau khi bấm xong cái kia bạn chỉ cần lấy P mũ 3 là xong. Ok chưa cả lớp? Rõ cách tính chưa? Rõ cách tính chưa nhỉ? Đó, thì dù là dữ kiện đề bài cho dưới dạng là có chính xác thằng P nhỏ rồi hoặc nếu không có thì bạn chỉ có thể là gì nhỉ? Sử dụng công thức của binomial
giải một cái phương trình nào đó để tìm ra P, tìm ra Q và giúp chúng ta làm điều đấy. Ok chưa nhỉ? Các bạn ok chưa? Bạn Nam hiểu chưa nhỉ? Rồi. Đó. Thì đó là cái cách tính xác suất của biến ngẫu nhiên mang phân bố binomial. Đó. Các bạn về nhà có thể làm thêm cho cô cái ví dụ trên slide. Nó cũng không khác gì cái bài cô vừa chữa. Đó. Đấy, thì để hôm sau nếu cần thì cô sẽ chữa ví dụ trên slide này. Thực ra là trên slide nó có kết quả rồi, nhưng hôm sau cô sẽ hướng dẫn các bạn dùng Excel để bấm ra những kết quả này. Còn nếu không thì tí làm luôn cũng được. Được chưa nhỉ? Thì ở đây cô chỉ nói thêm một việc nữa, đó là gì? Khi chúng ta tính được xác suất rồi, chúng ta có bảng phân bố rồi đúng không? Đó, bảng phân bố của biến ngẫu nhiên mang phân bố binomial, tóm lại là chúng ta có gì? Nếu x mang phân bố binomial thì chúng ta có một cái việc như sau này. X bên này, Px bên này. Đó, tập giá trị của nó là 0, 1, 2 cho đến mấy nhỉ? Cho đến n. Đó, và xác suất của từng cái sẽ là gì? C0n nhân P mũ 0 nhân Q mũ n này. C1n nhân P mũ 1 nhân Q mũ n trừ 1 này. C2n nhân P mũ 2 nhân Q mũ n trừ 2 này. Và đến CNN nhân P mũ n nhân Q mũ 0 này. Đó. Thì tính từng cái thì ai cũng biết rồi. Còn nếu mà tính xác suất để x ví dụ nhỏ hơn bằng 3 chẳng hạn thì bạn cộng dồn những cái nhỏ hơn bằng 3 như lúc đầu chúng ta làm. Đó. Thì chúng ta thấy một việc là khi làm việc với một biến ngẫu nhiên, hôm trước cô nói rồi, chúng ta sẽ quan tâm đến hai đại lượng để sau này chúng ta ra đặc trưng của nó, đó là EX và VX. Đó. Thì rõ ràng bạn thấy nếu như N mà lớn thì việc bạn tính từng cái một tính được rồi. Nhưng mà khi tính ra EX và VX thì bạn thấy tính có dài không? Bạn mà bấm máy tính thì tính có dài không? Chắc chắn tính được, nhưng tính nó dài. Và khi đó thì người ta sẽ tìm cách là gì? Sử dụng tính chất của tổ hợp. Dùng cái công thức EX lúc đầu chúng ta làm ấy, là 0 nhân thằng này cộng 1 nhân thằng này cộng 2 nhân thằng này cộng dần dần. Đó. Thì chúng ta có thể chứng minh ra được một cái công thức tính EX và VX là gì nhỉ? Đơn giản hơn. Lúc đầu người ta nhìn dự đoán, nhìn vào hình này. Ví dụ ở trên bên trái này cô vẽ với N bằng 20 và P bằng 0,5 thì bạn thấy min nó vào khoảng chỗ nào hả bạn? Min nó vào đâu? Min nó ở tầm đâu? Có đúng là cao nhất là khoảng 10 không? Mình dự đoán min nó xấp xỉ chỗ 10 này đúng không? Đó. Thì thằng 10 này nó bằng 20 nhân 0,5. Đó. Tương tự như vậy nếu N bằng 10, P bằng 0,1 thì bạn thấy này. Đó, đó. Thì bạn thấy thằng cao nhất dự đoán nó sẽ nằm ở chỗ nào? Đây, những cái điểm như thế này đấy. Thì thằng cao nhất nó nằm ở 1. Đó. Thì khi chúng ta sử dụng cái tính chất và công thức lúc đầu mình làm thì người ta chứng minh được đúng là bằng gì nhỉ? N nhân P chính là EX của biến ngẫu nhiên mang phân bố binomial. Được chưa nhỉ? Cái việc chứng minh có thể về nhà tự search nhé. Cô không chứng minh ở đây. Còn cái công thức tính VX là 0 bình nhân thằng này cộng 1 bình nhân thằng này cộng đến N bình nhân thằng này, đóng mở ngoặc rồi trừ đi nguy bình. Thì nó ra một cái công thức khá đẹp là N nhân P nhân Q. Ok chưa nhỉ? Và bây giờ các bạn được áp dụng thằng này. Được chưa nhỉ? Phần còn lại 10 phút cuối, cô không chữa bài trên slide mà cô sẽ chữa một cái bài sau. Được chưa nhỉ? Là cô cho cái bài toán là gì? Cô cho cái bài toán là ví dụ này. Chúng ta đi thi final đi. Là trong final exam của các bạn. Đó. Trong môn toán của cô có 50 câu hỏi. Được chưa nhỉ? Mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời. Đây, cái này là multiple choice. Được chưa nhỉ? Mỗi phương án, mỗi câu hỏi đều có 4 phương án trả lời A, B, C, D. Và như vậy thì trong đó có một phương án đúng. Bạn sẽ ví dụ pass kỳ thi nếu như final exam lớn hơn hoặc bằng 4. Vậy thì tính xác suất để bạn pass kỳ thi. Đó. Mô tả lại cái final exam của các bạn và biết final exam có 50 câu. Và giả sử 50 câu này độc lập với nhau. Đó. Independent nhá. Rồi.
Và từ đó bạn thấy là gì? Thử trả lời cho cô một câu: nếu không học gì thì theo các bạn là kỳ vọng của các bạn là sẽ trả lời đúng được bao nhiêu câu, liệu có lớn hơn hoặc bằng 4 điểm được hay không. Thì trước tiên cứ trả tính cho cô cái P để pass đã. Vì sao cô lại lấy ví dụ này trong vụ này thì chắc là các bạn biết rồi đúng không? Các bạn biết rồi đúng không? Chúng ta muốn biết pass hay không thì chúng ta quan tâm đến gì nhỉ? Đến cái gì? Number of gì nhỉ? Correct answer. Correct answer. Đó. Và khi chúng ta quan tâm đến number of correct answer thì chúng ta thấy là chúng ta một câu trả lời nào đó hoặc là một câu hỏi nào đó có mấy phương án? 4. Một question có 4 phương án đúng không? Thế nhưng mà mình chỉ quan tâm đến gì thôi? Đúng. Đúng hay sai thôi. Đó, thế nên là thực ra có 4 phương án thật đấy. Nhưng mà chỉ có 2 trường hợp là correct or incorrect. Và mình đang quan tâm đến việc là correct answer. Thế nên thằng này xác suất là gì? P. Thằng này xác suất là gì nhỉ? Q bằng 1 trừ P. Và nhìn thế này thì rất có khả năng nó sẽ rơi vào phân bố binomial. Thế để binomial thì chúng ta phải xem chúng ta đang đếm trong bao nhiêu câu. Chúng ta có 50 câu hỏi. Và 50 câu hỏi này đã independent chưa? Rồi. Đã independent rồi. Vậy thì chúng ta biết X sẽ mang phân bố binomial với N bằng 50. Và hiển nhiên P bạn biết là có 4 phương án và có 1 phương án đúng. Vậy thì P sẽ bằng bao nhiêu? 1/4. Thế nên cô điền ở đây là P bằng 1/4 vào đây. Ok chưa nhỉ? Và như vậy bây giờ chúng ta sẽ tự động suy ra được là P pass. Khi nào thì pass? Lớn hơn bằng 4 điểm. Mà lớn hơn bằng 4 điểm thì tức là bạn phải trả lời được đúng ít bao nhiêu câu? 20 câu. Vậy tính như thế nào? Bạn sẽ phải trả lời là đúng 20 câu, đúng 21 câu, đúng 22 câu, đúng đến bao nhiêu câu? 50 câu. Cộng hết vào với nhau. Hoặc nếu không thì bạn có thể thử sử dụng phần bù xem sao. Phần bù sẽ là nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu? Nhỏ hơn 20. Đó. Thế nhưng bạn nhớ cho cô là tập giá trị của thằng X này nó chỉ là 1 câu, 2 câu, 3 câu hoặc cho đến bao nhiêu câu thôi? 50 câu. Thế nên nhỏ hơn 20 tự động hiểu sẽ là nhỏ hơn hoặc bằng bao nhiêu nhỉ? 19. Đó, là do lý do là tập giá trị của nó chỉ lấy trên các số tự nhiên thôi. Thế nên nhỏ hơn 20 thì bằng nhỏ hơn bằng 19. Và như vậy là bạn sẽ phải làm gì? Cộng dồn giống như lúc nãy đúng không? Px bằng k với k chạy từ 0 cho đến bao nhiêu nhỉ? 19. Máy tính có dấu bấm gì nhỉ? Có cái nút tổng sigma thì các bạn có thể bấm điều đó. Còn sau này các bạn có thể sử dụng Excel, thử về nhà bấm nhé, hôm sau cô sẽ cho các bạn nhìn thử sau. Thì trong Excel có hai cái hàm giúp bạn làm điều này. Nếu bạn yêu cầu là gì nhỉ? Tính chính xác bằng k thì bạn có thể dùng hàm binom.distribution nhé. Điền cho cô k n p vào. Và có một cái là cái cumulative cuối cùng. Đó, cái cumulative cuối cùng với dấu bằng. Đây là dấu bằng này. Bạn mặc định điền cho cô số 0. Đó. Còn ví dụ như bài này là bạn đang tính với px nhỏ hơn hoặc bằng k. Dấu nhỏ hơn hoặc bằng. Thì điền tương tự về nhà thử bấm nhá để so sánh với cái bạn bấm máy tính bỏ túi nhá. Và chỗ này mặc định cho cô số 1. Đó. Thì đấy là với những cái con số nó to, chỗ này mà là 190 chẳng hạn, bấm máy tính bỏ túi thì bộ nhớ nó ít, nó lâu, thì bạn có thể sử dụng hàm Excel. Nó cũng thay vào cái hàm tổng sigma này thôi. Được chưa nhỉ? Để chúng ta tính ra kết quả. Bạn thử bấm xem nó ra kết quả chỗ này bằng mấy. Cái này thì bấm máy tính bỏ túi ra được luôn này. Ra bằng mấy cả lớp? Ra bằng mấy? Xem nó nhiều hay ít.
Nhiều nhất là cả lớp. Ít ạ. Không phải. Không phải. Không. Có đúng không phải không 14 đâu. Đúng rồi ạ. 1,4%. Đúng chưa nhỉ? Đó. Như vậy là có 100 người đi thi không học gì thì may mắn lắm sẽ có một người nhiều hơn 4 điểm. Đúng không? Có đúng là 1,4 không hay cộng vào có đúng là 1,4 không hay là cô nhớ nhầm sang cái là bằng chính xác 20. Đúng rồi ạ, 1,4 đúng không? Đó, thì như vậy bạn thấy là gì? Nếu không học gì thì khả năng bạn được trên 4 điểm khá thấp. Đúng chưa nhỉ? Đó. Thế thì nó nói lên được điều gì khi chúng ta có cái xác suất này? Thì bạn thấy khi có xác suất thì chúng ta mới focus vào việc là như thế thôi. Còn chúng ta không biết được là nếu như thế thì mình sẽ được bao nhiêu điểm, khả năng cao mình rơi vào bao nhiêu điểm nếu mình không học gì. Đúng không nhỉ? Tại sao mà thấy nhiều người bị 3.6, 3.8 thế? Liệu có phải là có cái âm mưu gì đấy ở đó ở đây hay không, đúng không? Thì thực ra con số nó có thể giải thích được cho cái điều là tại sao nhiều người 3.6, 3.8. Thì khi đó bạn thấy là gì? Nếu bạn đi tính kỳ vọng của cái này thì dĩ nhiên là bạn có cái công thức cô vừa cho rồi. Nó mang phân bố binomial. Thế nên bạn chỉ cần nhân vào là xong. N ở đây là 50 câu với xác suất đúng là bao nhiêu nhỉ? 1/4. 50 chia 4 bằng mấy nhỉ? 1, 2,5. Đó. Còn NPQ thì bạn sẽ ra là 50 nhân 1/4 nhân với 3/4. Bấm hộ cô xem bằng mấy vậy. Thôi tính luôn sigma đi. Căn hộ cô nhé, xem bằng mấy. Ba phẩy không chín. 0.6. 3,1 đi. Ok chưa nhỉ? Và khi đó, còn nhớ cái quy tắc 6, 8, 9, 5, 9, 9,7 hôm trước cô nói không? Cô nói cho lớp mình quy tắc này chưa nhỉ? Rồi ạ. Đó. Thì khi đó chúng ta thấy một việc này. Ừ, thằng Huy đây. 12,5. Tức là khả năng cao là chúng ta sẽ trả lời được khoảng 13 câu. Cái chỗ này là ứng với khoảng 2,6 điểm. Đó. Thế thì khi chúng ta tính cái gì? Nếu cô tính nguy trừ đi sigma là lấy 12 trừ đi 3 thì là bằng 9,4. Còn cô lấy nguy cộng sigma thì cô sẽ ra là bằng 15.6. Cái chỗ này nó ứng với khoảng 1,8 điểm. Còn chỗ này nó ứng với khoảng 3.2 điểm. Bạn biết rằng trong cái khoảng này có bao nhiêu phần trăm? 68%. Có 68% sinh viên sẽ đạt điểm từ 1,8 đến 3,2. Được chưa nhỉ? Lại tiếp tục. Cô đi tính tiếp nguy trừ 2 sigma thì tức là lấy 12,5 trừ đi 6,2. Cô có 6,3. Cô lại tính tiếp nguy cộng 2 sigma thì cô có 12,5 cộng với 6,2 đúng không? Là 18,7. Cái chỗ này thì ứng với 1,2 điểm này. Cái chỗ này thì ứng với lại khoảng 3.8 điểm này. Đó. Thì khi đó chúng ta biết được sẽ có 95% sinh viên có điểm số nằm trong khoảng 1,2 đến 3,8. Ok chưa nhỉ cả lớp nhỉ? Đó. Thì khi đó bạn sẽ thấy được là gì? Cái phần trăm mà chúng ta đạt được là gì nhỉ? Trên 4 điểm không nhiều. Con số rất ít. Dĩ nhiên đây là dựa vào con số này thì các bạn chú ý là ít nhất là mình cũng phải học được một phần gì đó trong đấy. Có thể là nó khó, mình chưa học được toàn bộ, mình chưa nắm được hết. Nhưng mà phải học, chứ nếu không thì khả năng qua môn là không nhiều. Ok chưa cả lớp nhỉ? Được chưa cả lớp? Hôm nay học đến đây thôi nhá. Đó, thì về nhà làm cho cô cái ví dụ trên slide này nhá. Đó, nốt cái ví dụ này và thử sử dụng Excel xem sao. Và có một câu hỏi để các bạn suy nghĩ nữa đó là gì? À, giả sử như trong trường hợp này chẳng hạn, cô vẫn cho binomial nhưng cô cho n mượn to như thế này.
với P bằng 10 mũ trừ 5 đi. Đó. Các bạn thử tính cho cô xác suất để có chính xác 950 thằng thành công bằng bao nhiêu. Đó. Bài về nhà là bài trên slide và bài này. Ok chưa nhỉ? Đó, thì các bạn về nhà làm thử hộ cô nhá. Hôm sau chúng ta học tiếp chương 3. Rồi, các bạn nghỉ. Cô ơi, em chưa kịp chụp bài kia. Chưa kịp. À, các bạn trên driver có cái jump mode của cô rồi mà. À vâng. Ừ, thì các bạn vào đấy và lấy ra thôi. Còn nếu cần thì cô show lại cho. Cần show lại nữa không? Không, em lên jump lấy cũng được. Ok, rồi thì các bạn nghỉ đi.